Nội dung báo cáo gồm có 5 phần. Thứ nhất là sẽ sơ lược qua về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị tài chính học. Cái thứ hai là về tổng quan y văn về công việc ghép tay. Thứ ba là ghép tay tại Bệnh viện Đồng Một. Thứ tư là kết quả và thứ năm là kết luận và thảo luận. Thì đầu tiên hết cái đơn vị tính học thì được Đan Mạch, được tổ chức của Đan Mạch và Nhật tài trợ những cái phòng đo, phòng cách âm để và các trang thiết bị để chẩn đoán, tầm soát và chẩn đoán khiếm thính cho trẻ em. Từ 2004 đến 2006 thì tiến hành các cái bước chẩn đoán về nghe kém, và 2006 đến 2008 thì can thiệp máy trợ thính, và trong thời gian đó thì cũng bắt đầu xây dựng cái ekip hỗ trợ cho trẻ khiếm thính như là tập âm ngữ trị liệu sau khi can thiệp máy trợ thính và chuẩn bị cái quy trình để ghép tai. Thì từ năm 2010 đến nay là Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai ghép tai xuyên suốt 12 năm, và đến tháng 7 năm 2000 với mong muốn là sẽ phát triển cái lĩnh vực tính học nhi khoa để phát triển cái nhiệm vụ tầm soát, chẩn đoán và can thiệp nghe kém cho các bé. Thì bệnh viện đã thành lập đơn vị tai chính học. Thì từ những năm 1970 thì William House đã nghiên cứu vào cái tai đơn kênh. 1984 thì FDA đã chấp nhận cái đơn kênh. Năm 1990 thì cái đa kênh. Năm 2000 thì cái giới hạn về cái tuổi cấy sẽ được giảm xuống cho những trẻ từ 12 tháng tuổi, và năm 2020 thì đã chấp nhận cho cái từ trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên. Điểm qua về các trường hợp đã cấy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì có 69 trường hợp qua các năm từ năm 2010, có những thời gian cũng có nhiều, có những thời gian thì cái số ca nó giảm. Nhưng mà từ đầu năm 2022, đặc biệt là từ sau phiên thầu, trúng thầu lại cái quy trình thầu về ống tai được chấp thuận tại Bệnh viện Đồng Một, thì từ tháng 10 và tháng 11 năm 2022 thì bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật 8 trường hợp ghép tai điện tử, có cả tay trái và tay phải, tất cả đều đạt được kết quả tốt. Theo nhóm tuổi thì chúng ta thấy trên khoảng 22% là trẻ dưới 2 tuổi được can thiệp ghép tai, 67% là trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Đây là cái thời điểm được lấy là ở cái trẻ được cấy tai đầu tiên. Vì cái quan trọng nhất của trẻ khiếm thính là cái thời điểm được bắt đầu nghe, tức là vừa nghe bằng không á, bắt đầu nghe, thời điểm nào được cấy được vật máy được nghe thì tính được nghe bằng không, tính thời điểm đó nên lấy cái món đó. Thì nếu tính như vậy thì tất cả các trẻ dưới 5 tuổi trong nhóm nghiên cứu này thì chiếm đến khoảng 88% là được cấy dưới 5 tuổi. Những trẻ còn lại với độ tuổi cao hơn thì cái đầu tiên ở Nhi Đồng 1, nhưng mà những trẻ này có thể đã được mang máy trợ thính từ trước, nhưng mà sự phát triển ngôn ngữ không đầy đủ, thành ra đến 6 tới 10 tuổi vẫn được can thiệp ghép tai hoặc là cái tai thứ hai, nhưng mà cái tai thứ nhất ở đơn vị khác, cái tai thứ hai ở Nhi Đồng 1. Thành ra cái độ tuổi có những trẻ từ 6 đến 10 hoặc là 11 đến 16 tuổi vẫn được đưa vào mẫu này. 54 trường hợp là cái tai phải chiếm khoảng 78%, cái tai trái là 13% và cái cả hai tai là 8%. Trong cái nghiên cứu này thì chỉ duy nhất một trường hợp là một bé 5 tuổi bị điếc sau ngôn ngữ cả hai tai. Giáo đang nghe nói rất là bình thường, nhưng họ nói rất là bình thường, nhưng đột ngột là nghe kém, điếc sâu cả hai tai và không còn nghe gì hết. Không can thiệp máy trợ thính không hiệu quả. Thì vừa qua trong tháng 10 năm 2022 cũng được can thiệp ghép tai tại bệnh viện mình. Về kết quả can thiệp ghép tai thì trên hơn 50 quốc gia dùng cái công cụ này để đánh giá về cái sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Ví dụ như trong thời gian sau cái
một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì diễn tiến kết quả ngôn ngữ của trẻ nó sẽ như thế nào, thì dựa vào cái bảng câu hỏi này để đánh giá. Và hiện tại nhóm trẻ được cái định nguyện nhỏ một vẫn cũng được thực hiện theo cái quy trình này. Tuy nhiên trong cái giới hạn của đề tài nghiên cứu hôm nay thì bằng với sự gọi là mong muốn rằng mình đánh giá được sau khi trẻ can thiệp cái phân tử thì bao nhiêu trẻ sẽ được đi học trường bình thường, bao nhiêu trẻ hòa nhập được, bao nhiêu trẻ phải vẫn tiếp tục học trường chính thức hoặc là vẫn phải học những cái tiết học cá nhân chưa thể hòa nhập được. Và dĩ nhiên là cái thời gian AVT, thời gian tập âm điện trị liệu sau cái thông thường chúng ta là sẽ trải qua từ 2 đến 3 năm. Chính vì vậy trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi lấy những lấy mẫu là những cháu nào đã can thiệp từ những năm 2020 trở về trước, tức là đã đủ thời gian can thiệp âm ngữ cho trẻ rồi, mà thì sẽ đánh giá được là kết quả sau khi can thiệp ngữ đủ 2 năm thì các cháu nó đang ở cái tình trạng như thế nào. Đây là cái câu hỏi mà bố mẹ hoặc là nhà làm chuyên môn cũng muốn biết. Thì trong kết quả nghiên cứu thì cho thấy khoảng 56% các trường hợp kém một tay thì học được trường bình thường. Trong đó có những có 7 trẻ kém hai tay thì được đi học trường bình thường. Có 10 trẻ kém một tay thì học trường khuyết tật, 2 trẻ kém một tay thì vẫn tiếp tục học trường khuyết tật. Và có 2 trẻ là học vẫn tiếp tục phải học viết cá nhân mà chưa thể hòa nhập được. Tổng chung lại là khoảng trên 70% các trường hợp cho dù chỉ cần cái một bên vẫn có thể học trường bình thường. 25% các trường hợp các cháu 25 cộng 4% trường hợp các cháu phải chưa sự hòa nhập được thì nó có những cái vấn đề khác ngoài vấn đề là nghe kém nữa, bao gồm là chậm phát triển tâm thần vận động rồi thần kinh mạnh. Đặc biệt có một cháu là vừa khiếm thính và khiếm thị luôn, nhưng mà do gia đình mong muốn cái thì mình vẫn thực hiện, nhưng mà rất cái chuyện mà âm ngữ trị liệu sau kém rất là khó khăn và kết quả được cũng hạn chế. Về các cái kết quả khác thì có 2 trường hợp ghi nhận là nhiễm trùng, trong đó 1 trường hợp là phải tháo điện tử ra. Và cái phẫu thuật cái điện tử thì vẫn tiềm ẩn những yếu tố nguy cơ về nhiễm trùng tại chỗ của vết thương và nhiễm trùng, như tại vì nó là một cái phẫu thuật đặt sâu vào tay trong thì nó vẫn có nguy cơ nhiễm trùng trong đi màng não vân. Thì trong 2 trường hợp là điện cực mất kết nối do tai nạn sinh hoạt thì phải mổ lại. Kết luận thì nhóm trẻ được can thiệp dưới 2 tuổi chiếm khoảng 22%, dưới 5 tuổi là 88%, tay phải 78%, tay trái 13%, hai tay 99%, và cũng đã bắt đầu ghi nhận các trường hợp điếc sau ngôn ngữ cả hai tay. Các trường hợp nhiễm trùng và kể lại hoặc là các trường hợp mất kết nối thì may mắn là những năm gần đây là không còn xảy ra nữa. Và từ tháng 10 tháng 11, một điều rất là mừng là từ tháng 10 tháng 11 sau khi bệnh viện đã tiến hành đấu thầu thành công thì đã can thiệp liên tục 8 trường hợp kéo tay trong 2 tháng tháng 10 tháng 11 năm 2022 và tất cả đều thành công tốt đẹp. Hiện tại thì bệnh viện tới đến thời điểm này thì vẫn chỉ mới can thiệp kéo tay điện tử bằng một cái thiết bị của hãng Medel. Và trong tương lai thì trong cái thiết bị của Cochlear cũng đã trúng thầu tại bệnh viện Đồng Một và hy vọng mình sẽ có những bé sẽ được can thiệp bằng các điện cực của các hãng khác nhau để cho các bé đó có nhiều sự lựa chọn. Và thêm nữa là khoa tai mũi họng cũng rất là vui mừng khi mà trong cái tòa nhà mới, cái khoa mới thì có ban giám đốc đồng ý cho triển khai cái phòng AVT tại khoa tai mũi họng. Nó trở thành một cái điểm can thiệp mà như là một trạm thôi. Bệnh nhân đến khoa tai mũi họng là đơn vị tính học thì có thể chẩn đoán tầm soát can thiệp và can thiệp sau máy đặt tính âm ngữ trị liệu tại khoa tai mũi họng, thì nó sẽ thuận lợi cho bệnh nhân và thuận lợi cho các nhà chuyên môn trong việc trao đổi để theo dõi cái chất lượng can thiệp của mình.